Chào tất cả các bạn đang xem trên kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn về là tôm mỏ. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa với các bạn nha, thì hãy cho mình xin những lượt like và lượt đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tôm mỏ các bạn. Sẽ cần chết nè. Rồi. Chúng ta dùng trên bên kia đi, mình gắt đó, mình gắt hết cửa. Thích nhỉ. Ai xả là sóc đi. Chật thế. Dạ. Tự nhiên bây giờ lại có nick đặt luôn. Bao nhiêu tiền đấy? Hai mấy nghìn đấy, mua đi. 35 nghìn, bố luôn. Tiền bẻ. Có cái gì đó ở đây. Ô, nè, nè, em có một cái cứ nhìn ngứa mắt thôi. 12 nghìn. Nó cầm dấn sách hạt xuống. Chị vậy. Không đồng. Rồi. Không đồng. Nhưng mà mình đã đây. Ờ, đặt lưỡi vượt không đồng nữa. Không đồng. Tự nhiên giả nhắc điện thoại lại thấy thêm một cái kính cường lực. À, cái gì nhỉ? Ôi. Vừa mới mua cái ốp xong rồi thấy cái ốp này đẹp hơn. Đi khỏi mới được. Ồ, chứ thì nó duyệt luôn này. Vừa đặt phát nó duyệt luôn. Thấy như nào? Không chứ hiểu gì nói gì luôn. Nãy vừa bảo không được mà. Hôm nay dọc cái dòng tiền, nó chưa có tai nghe, chỉ nên là mua tai nghe nhỉ. Em đang có cái mã mua tai nghe được. Kiểu mua nó rẻ. Nên mua ốc này mua tai nghe hơn nhỉ. Vậy là mình trong một